Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Trong Phê Phim News ngày hôm nay, chúng mình sẽ gửi tới các bạn những tin tức mới nhất về series Chernobyl phiên bản Nga, những màn kết hợp giữa hai lĩnh vực điện ảnh và game, một vài thông tin thú vị liên quan tới Emmy 2019 và còn nhiều hơn nữa. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình là Linh và chúng ta bắt đầu thôi. Không hài lòng trước sự thành công của Chernobyl do HBO sản xuất, truyền thông Nga khẳng định rằng họ đang dự định sản xuất phiên bản khác về sự kiện này dưới cái góc nhìn khách quan và chính xác hơn. Trong tuần trước, đài truyền hình NTV của Nga đã được ủy thác để sản xuất loạt phim này và đoàn làm phim đã đến Belarus để chuẩn bị bấm máy. Series Chernobyl phiên bản Nga được chỉ đạo bởi đạo diễn Alexei Muradov hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả sự thật về thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất trong lịch sử. Như chúng ta đã biết ở phiên bản của HBO, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ kinh hoàng là do các quan chức Liên Xô cũ đã làm rối quy trình hoạt động của lò phản ứng số 4. Sau đó, những người cầm quyền đã có hành động lấp liếm lỗi sai ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, phía Nga đã tố cáo những thông tin sai sự thật mà bộ phim mang lại. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, series vẫn rất được đón nhận tại Nga, nhưng theo tờ Moscow Times, đã có nhiều đơn vị truyền thông tố cáo bộ phim vì đưa những thông tin không chính xác và làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Đạo diễn Alexei Muradov nói, có giả thuyết cho rằng người Mỹ đã xâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân và nhiều nhà sử học không phủ nhận rằng trong ngày xảy ra vụ nổ, một đặc vụ của cơ quan tình báo Mỹ đã có mặt tại nhà ga. Tuy nhiên, trên thực tế, chưa có bằng chứng xác thực nào minh chứng cho việc vụ nổ Chernobyl là một âm mưu của CIA. Tập cuối của series Chernobyl của HBO phát sóng vào ngày 3 tháng 6 đã thu về thành công ngoài mong đợi trên các bảng xếp hạng và nhận được lời khen không ngớt từ phía khán giả. Hiện tại, Chernobyl đạt điểm 9.6 trên IMDb, vượt qua cả những loạt phim đình đám như Breaking Bad hay Game of Thrones. Liệu rằng với phiên bản của mình, người Nga có thể kể cho chúng ta một câu chuyện đáng sợ và chân thực hơn nữa về thảm họa này không? Hãy cùng Phê Phim chờ đợi những thông tin mới nhất về series Chernobyl phiên bản Nga trong tương lai nhé! Có thể nói, điện ảnh và game là hai lĩnh vực được khán giả đón nhận nồng nhiệt và xu hướng làm phim chuyển thể từ game vẫn là một đề tài được nhiều nhà sản xuất lựa chọn. Những cái tên tiêu biểu của xu hướng này có thể kể đến như Tomb Raider, Resident Evil và có lẽ trong tương lai gần thôi, danh sách này sẽ đón chào thêm hai gương mặt mới đó là Uncharted và The Division. Bộ phim đầu tiên trong danh sách phim được chuyển thể từ game tuần này là Uncharted với sự tham gia của người nhện Tom Holland trong vai nhân vật chính Nathan Drake. Mặc dù thông tin về sự góp mặt của Tom Holland đã bị rò rỉ từ năm 2017, nhưng đến giờ, tạo hình của nhân vật chính vẫn còn là một ẩn số, ngoại trừ bản fan art đến từ House of Matt. Sau nhiều năm trì hoãn, cuối cùng, Uncharted đã được Sony ấn định ngày phát hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, cùng thời điểm ra mắt với West Side Story của Steven Spielberg. Uncharted sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn của 10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg, với phần kịch bản được chắp bút bởi Jonathan Rosenberg và Mark Walker. Tiếp theo là The Division, bộ phim chuyển thể từ tựa game cùng tên với sự tham gia của Jake Gyllenhaal và Jessica Chastain. Thương vụ mua lại bản quyền này giữa Netflix và nhà phát hành game Ubisoft đã được thông báo trong khuôn khổ sự kiện Ngày Công nghiệp Trò chơi Điện tử diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm ngoái. Ra mắt năm 2016, tựa game The Division đã nhanh chóng trở thành trào lưu với hơn 20 triệu người chơi, với phần 2 đã được ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Theo tiết lộ, nội dung bộ phim sắp tới của Netflix sẽ lấy bối cảnh ở tương lai gần tại thành phố New York, nơi một đại dịch virus lây lan qua tiền giấy khiến hàng triệu người chết. Tới Giáng sinh, những gì sót lại của thành phố chỉ là sự hỗn loạn và một nhóm người đã được huấn luyện để cứu lấy những gì còn sót lại. Hiện tại, The Division của biên kịch Rafe Judkins vẫn chưa được ấn định ngày ra mắt. Mỗi khi các nhà làm phim công bố thêm một phim nữa chuyển thể từ game sắp ra mắt, chúng ta lại nghĩ ngay đến câu phim chuyển thể từ game có phải lúc nào cũng tệ. Liệu hai ứng viên mới này có thể xóa bỏ định kiến ấy, dù nhiều hay ít không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Tiếp theo đây cũng sẽ là một thông tin có liên quan tới cả hai lĩnh vực điện ảnh và game, với nhân vật chính là anh chàng sát thủ đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, Keanu Reeves. 2019 có thể coi là một năm đại thắng với Keanu Reeves sau thành công của John Wick phần 3, Always Be My Maybe, Toy Story phần 4 và sắp tới là sự góp mặt của anh trong một tựa game nổi tiếng mang tên Cyberpunk 2077. Trong thế giới thú vị mà trailer mới của CD Projekt đã tạo ra, nhân vật do Keanu thủ vai là một người hùng giải cứu, nhưng vai trò cụ thể của anh cũng chưa được tiết lộ. Phần lớn thời lượng của trailer mới này kể về vụ cướp thất bại của nhân vật V, nhưng bàn tay của Keanu xuất hiện ở cuối trailer có thể là dấu hiệu cho tầm quan trọng của nhân vật này trong tổng thể cốt truyện. Cyberpunk 2077 là phiên bản chuyển thể của trò chơi điện tử trên máy tính từ năm 1988 tại thành phố đêm California, một thế giới mở với 6 vùng riêng biệt. Theo thông tin được biết, người chơi có thể vào vai nhân vật V, một lính đánh thuê với kho vũ khí tầm xa đồ sộ và khả năng cận chiến tài tình. Cyberpunk 2077
sẽ ra mắt khán giả vào 16 tháng 4 năm 2020 ở 3 nền tảng khác nhau là Xbox One, PlayStation 4 và PC. Với cộng đồng fan của series đình đám Game of Thrones, chắc hẳn thất vọng sẽ là từ được phần đông sử dụng để miêu tả mùa 8, chương kết của cả một loạt phim. Thế nhưng mới đây, HBO đã cử một vài tập trong season này tham gia tranh giải Emmy ở một số hạng mục, trong đó có kịch bản xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Ở hạng mục kịch bản xuất sắc nhất, HBO đã mạnh dạn gửi tập cuối của toàn bộ series The Iron Throne tham gia tranh cử. Tập phim được chỉ đạo bởi David Benioff và D.B. Weiss cũng chính là tập có số điểm IMDb đáng thất vọng nhất cả series với 4.3 trên 10. Vượt xa khỏi kỳ vọng là nhận xét của người hâm mộ dành cho tập phim, tất nhiên là theo hướng tiêu cực mà không ai mong muốn. Khán giả đại chúng đánh giá The Iron Throne có cốt truyện lỏng lẻo, gượng ép, tiêu biểu là cách D&D bắt Bran lên trị vì 6 vương quốc qua bài diễn văn dở tệ nhất của Tyrion trong cả series. Quyết định này của HBO càng trở nên khó hiểu khi nhiều tập phim khác của mùa này dù được đánh giá cao nhưng lại bị bỏ rơi. Đặc biệt là tập 2, A Night of the Seven Kingdoms, với những cuộc gặp gỡ và màn hội thoại đầy cảm xúc. Hạng mục đáng chú ý thứ hai là đạo diễn xuất sắc nhất với 3 đại diện từ Game of Thrones là The Last of the Starks, đạo diễn bởi David Nutter, The Iron Throne của D&D và The Long Night của Miguel Sapochnik. Trong đó, The Long Night, tập phim về trận chiến bi tráng giữa người sống và binh đoàn sát sống, được coi là đại diện sáng giá nhất cho hạng mục này. Ngoài ra, tập phim mà nếu muốn xem phải tăng sáng hết cỡ màn hình nói trên cũng được gửi đi tranh cử cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất tại Emmy lần này. Trong khi đó, tập phim lấy bối cảnh ban ngày sáng rõ hơn, The Bells, lại không hề được nhà sản xuất tin tưởng gửi đi tranh giải tại các hạng mục quan trọng nhất của giải Emmy. Bên cạnh các hạng mục kể trên, nhiều diễn viên của Game of Thrones cũng tham gia tranh cử các hạng mục diễn xuất tại Emmy 2019, tiêu biểu là Kit Harington, Emilia Clarke hay Nikolai Coster-Waldau. Giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp truyền hình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 sắp tới. Với những gì mà 6 tập vừa qua đã làm được, liệu Game of Thrones có thể thành công khi tranh giải tại Emmy 2019 hay sẽ ra về tay trắng khi giải thưởng này đang có những thay đổi về thể lệ chọn người thắng cuộc? Muốn biết những thay đổi đó là gì, hãy cùng mình chuyển sang phần điểm tin nhé! Lễ trao giải truyền hình Emmy thay đổi thể lệ chọn người thắng cuộc. Trước thềm lễ trao giải Emmy lần thứ 71, một số thay đổi về thể lệ trao giải các hạng mục đã được công bố. Luật mới này được áp dụng cho nhiều thể loại, bao gồm phim truyền hình, phim tài liệu, v.v. và v.v. với mong muốn đem lại tính đặc trưng và định hướng cho đường đua tranh giải năm nay. Vòng đề cử cho các hạng mục Emmy 2019 đã diễn ra vào ngày 10 tháng 6 vừa qua và hướng đến buổi lễ chính vào ngày 22 tháng 9 tại Los Angeles. Hãy cùng chờ xem những cái tên nào sẽ góp mặt trong danh sách đề cử chính thức tại các hạng mục danh giá tại Emmy 2019 các bạn nhé. Frozen 2 tung trailer chính thức. Vào tối ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam, trailer mới nhất của Frozen phần 2 đã được Disney tung ra và ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý đông đảo của công chúng. Qua trailer, có vẻ như lần này, nữ hoàng băng giá sẽ tiếp tục đồng hành cùng Anna, Olaf và Kristoff trên cuộc hành trình tìm kiếm về quá khứ và cả nguồn gốc sức mạnh của chính bản thân. Frozen 2 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công rực rỡ của phần 1, bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại với mức doanh thu 1,2 tỷ đô. Bộ phim dự kiến sẽ đến với khán giả vào 22 tháng 11 năm nay. Mùa 2 Love, Death and Robots được Netflix tái khởi động. Vào tối thứ 2, thông tin về season 2 của series hoạt hình gắn mác R, Love, Death and Robots đã được Netflix công bố trên trang Twitter của bọn họ. Season mới từ show mà phim đã từng làm video sẽ có sự tham gia của Jennifer Yu Nelson, đạo diễn của Kung Fu Panda, trong vai trò đạo diễn quản lý. Love, Death and Robots là series hoạt hình bao gồm các tập phim ngắn độc lập đến từ các xưởng phim khác nhau, đa dạng về thể loại, từ khoa học viễn tưởng, kinh dị cho tới lãng mạn, hài hước. Hiện tại, ngày phát hành của loạt phim vẫn chưa được công bố. Mùa 2 của Russian Doll được Netflix công bố. Tiếp nối là một tin vui nữa từ Netflix. Tại sự kiện Code Conference diễn ra tại bang Arizona ngày hôm qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến đình đám đã công bố với báo giới rằng Russian Doll, show đặc sắc là ý tưởng vòng lặp thời gian dài 8 tập, mỗi tập dài 20 phút, sẽ chính thức có mùa 2. Toàn bộ 3 tác giả của mùa 1 gồm Natasha Lyonne, người kiêm luôn vai nữ chính, Amy Poehler cùng Leslie Headlin sẽ trở lại với vai trò của bọn họ. Hiện tại, giống với Love, Death and Robots, Russian Doll mùa 2 vẫn chưa có ngày lên sóng chính thức. Hãy cùng mình chuyển từ hai tác phẩm chắc chắn sẽ có phần nối tiếp sang một tác phẩm chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không có may mắn này. Mặc dù được gửi gắm trọng trách khép lại chuỗi phim ăn khách về thế giới của các dị nhân, nhưng Dark Phoenix đã có khởi đầu không mấy khả quan tại thị trường Bắc Mỹ.
Với kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu đô, Phượng Hoàng Bồng Tối chỉ đem về cho nhà phát hành 33 triệu trong 3 ngày đầu công chiếu và đã trở thành bộ phim có màn ra mắt tệ hại nhất trong lịch sử loạt phim X-Men. Còn trên trang chuyên đánh giá phim Rotten Tomatoes, chỉ khoảng 23% giới phê bình cho rằng phim đáng xem. Sự thất bại của Dark Phoenix tại phòng vé Bắc Mỹ cũng như phòng vé thế giới bắt nguồn từ sai lầm của đơn vị sản xuất ban đầu, Fox. Trên thực tế, chuỗi phim này đã có dấu hiệu thụt lùi kể từ X-Men Apocalypse, thể hiện qua sự suy giảm đáng kể cả về chất lượng lẫn doanh thu so với Days of Future Past. Theo nguồn tin của tờ Hollywood Reporter, trong một buổi họp kín về Apocalypse năm 2016, phía Fox đã thừa nhận rằng họ đã sai toàn tập khi tạo ra một bộ phim có quá nhiều cảnh cháy nổ hoành tráng, mà lại quên đi cốt lõi nội dung và kết luận rằng chuỗi phim X-Men còn nhiều yếu tố khác để khai thác. Song khá bất ngờ, ở Phượng Hoàng Bóng Tối, hãng phim này đã lại lặp lại toàn bộ lỗi sai khi nối tiếp ý tưởng bất thành từ X-Men The Last Stand năm 2006. Lần này, dưới bàn tay của Simon Kinberg, người lần đầu tiên đứng sau máy quay, Dark Phoenix chính thức đã được khởi quay vào tháng 6 năm 2017, nhưng phải đến cuối tuần trước, khán giả mới có cơ hội thưởng thức bộ phim. Lý do là bởi những trục trặc trong quá trình quay lại hồi 3 liên quan tới sự tương đồng với Captain Marvel của Civil War, kèm theo đó là lịch trình bận rộn của dàn diễn viên nổi tiếng cùng số lượng cảnh quay quá nhiều đã dẫn tới việc hai lần trì hoãn ngày ra mắt. Trước đó, X-Men First Class cũng đã phải quay lại quá nhiều lần, dẫn tới kết quả tương tự như Dark Phoenix là liên tục phải rời ngày ra mắt. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng đã dẫn tới sự thất bại của Dark Phoenix tại phòng vé, đó chính là do khán giả cũng đã khá mệt mỏi với những chuỗi phim trải dài, khiến những thương hiệu lớn cũng có những lúc thăng trầm, mà tiêu biểu là Transformers, Điệp viên 007 hay Star Wars. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất phải đầu tư nhiều hơn nữa chất xám cùng sự sáng tạo vào các bộ phim, điều mà Fast and Furious đã làm được. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các dị nhân sẽ ra sao trong tương lai khi mà sau thương vụ sát nhập tỷ đô giữa Disney và Fox, nhiều dự án phim X-Men đã bị điều chỉnh, tiêu biểu là The New Mutants đã bị lùi lịch tới 2020, hay tựa phim Gambit đã bị xóa hoàn toàn khỏi lịch trình sản xuất. Và liệu rằng Marvel Studios có thể mang đến khởi đầu xứng đáng cho các nhân vật đáng nhớ trong lòng khán giả? Để gặp lại số phim news ngày hôm nay, hãy cùng mình đến với bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần vừa rồi tại Bắc Mỹ và tại Việt Nam. Để biết được năm bộ phim nào đang thành công nhất ở mỗi bảng, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với bảng xếp hạng Bắc Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng tuần qua là Rocketman với 14 triệu đô. Vị vua quái vật đã mất ngôi vương ở đầu bảng và tụt 67,5% doanh thu. Trong cuối tuần vừa rồi, Godzilla King of the Monsters đã thu về 15,5 triệu đô. Tiếp tục tụt một hạng là Aladdin, bộ phim live action của nhà Disney ngày càng có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ thu về 24,5 triệu đô. Vị trí á quân trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ thuộc về bộ phim X-Men mới nhất, Dark Phoenix. Khởi đầu không mấy suôn sẻ của phim đã đem về con số khá là khiêm tốn với 33 triệu đô. Có vẻ như vào dịp cuối tuần trước thì đẳng cấp Thú Cưng 2 đã đè bẹp đẳng cấp Phượng Hoàng Bóng Tối khi The Secret Life of Pets phần 2, tuy là phim hoạt hình hướng đến đối tượng gia đình nhưng lại có mở màn ấn tượng với 47,1 triệu đô. Ok, chuyển sang bảng xếp hạng Việt Nam nào. Trụ vững trong top 5 nhưng tụt một hạng là Doraemon, Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký với 835,3 triệu đồng. Tương tự như ở Bắc Mỹ, Aladdin đứng ở vị trí số 4 trong bảng xếp hạng doanh thu tuần qua tại Việt Nam nhưng lại đạt con số doanh thu vượt xa so với vị trí thứ 5 với 5,3 tỷ đồng. Tụt 2 hạng so với tuần trước và mất vị trí đầu bảng là Chúa Tể Godzilla với 9 tỷ rưỡi. Màn ra mắt ấn tượng của đẳng cấp Thú Cưng phần 2 đã nhanh chóng đẩy phim lên vị trí số 2 với 14,5 tỷ đồng. Ở thị trường Việt Nam, Phượng Hoàng Bóng Tối đã có mở màn khá thuận lợi với 16 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 3 ngày công chiếu. Vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video Phim News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phim, hãy nhấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình Linh. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.